Bạn có đang hài lòng với chiếc laptop của mình hay không? Một câu hỏi mà mình muốn đặt đến tất cả các bạn nào đang xem video ngày hôm nay. Các bạn hãy cho mình biết bằng cách comment phía bên dưới nhé. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái vấn đề mà mình đã suy nghĩ từ lâu lắm rồi. Nhưng mà mình cũng không biết là nó có phải là một cái vấn đề gì đó quá lớn hay không để mà chia sẻ ra. Cho đến khi có một bên thực hiện được ước muốn của mình thì mình mới kiểu à, đây là cái mà người dùng cần, đây là cái mà người dùng công nghệ cần. Cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay đó chính là cái trải nghiệm mua hàng hiện nay ở Việt Nam nó đang thực sự rất là thiếu thốn. Người dùng đi mua đồ công nghệ nhưng mà họ chưa bao giờ có đầy đủ những trải nghiệm mà họ nên đáng có. Từ đó thì sẽ dẫn đến những cái việc như là người dùng không hài lòng với sản phẩm của mình. Họ đi mua một chiếc laptop nhưng mà chiếc laptop đó lại không đúng nhu cầu. Từ đó thì gây ra những cái việc nó không đáng có. Mình luôn có một cái cảm giác đó chính là bản thân mình là một người dùng đi mua rất là nhiều đồ công nghệ. Và mình luôn có một cái cảm giác đó chính là chúng ta, những người đi mua hàng là những người được bán chứ không phải là đi mua. Chúng ta cầm vài triệu hay là thậm chí lên đến là vài chục triệu đi mua những cái chiếc laptop hay là phụ kiện công nghệ, luôn ở trong trạng thái được người ta bán cho vậy. Vậy thì những cái cảm xúc hay là cảm giác đó nó xuất phát từ đâu? Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài những cái trải nghiệm của mình, của bản thân mình. Mình đi mua laptop, mình đi mua phụ kiện công nghệ của bản thân mình thực sự cảm thấy không hài lòng. Các bạn nghe xem là các bạn đã từng gặp phải những cái cảm giác đó hay chưa nhá. Hôm trước thì mình có đi mua một chiếc laptop cho thằng cháu của mình. Mình vừa đến nơi thì chiếc laptop đó, tất cả laptop tại tất cả cửa hàng, mình chưa thấy có một cái cửa hàng nào cho laptop để người dùng trải nghiệm cả. Gần như là tất cả mẫu laptop tại bất kỳ một cái cửa hàng nào đều bị bao bọc bởi túi ni lông. Khi mà mình bảo là bóc cái túi ni lông ra cho mình trải nghiệm thì bạn nhân viên đó có vẻ là mặt cũng không được thoải mái cho lắm. Bạn đi lên kho, đi rất là lâu, xong rồi xuống dưới mình nhận được một câu đó chính là đã hết máy để trải nghiệm rồi. Nói chung thì đây cũng không phải là một cái vấn đề gì đó to tát cho lắm. Bởi vì laptop như nào thì về cơ bản là mình cũng đã biết con máy đó chạy ra sao rồi. Thế nên thì nếu mà không được trải nghiệm ấy thì mình cũng kiểu như là không được trải nghiệm thì cũng không sao cả. Nhưng mà nếu là một người dùng phổ thông, một người dùng bình thường thì sao? Nếu như các bạn là một người dùng bình thường ấy thì mình cam đoan là các bạn phải dùng một chiếc laptop nào đó được cài đặt sẵn game và phần mềm, các bạn phải dùng ít nhất một tiếng, vài tiếng thì may ra các bạn mới hiểu được một chút con máy đó chạy ra sao. Cộng thêm nữa là với việc là nhân viên phải tư vấn rất là có hiểu biết, nhiệt tình này kia các thứ. Còn với việc là nhân viên bây giờ ra sao thì chắc là mình để cho các bạn tự nhận xét nhá. Còn rất là nhiều những lần đi mua hộ khác, cũng là đi mua laptop, thì mình thấy rằng tất cả các cửa hàng đều bọc sản phẩm vào túi ni lông. Thực sự cái điều đó nó rất là kém trải nghiệm. Có bên thì cho bóc ra dùng trải nghiệm, dùng thoải mái các thứ đấy, nhưng mà nói chung là thủ tục nó rất là lâu. Và điều quan trọng đó chính là laptop đẹp như vậy, nhìn cao cấp như vậy, sang trọng như vậy mà bọc hết chúng vào túi bóng kính ni lông trông có vẻ là kém sang không? Đó chính là những cái lần đi mua laptop. Còn đến với trải nghiệm thứ hai là mình đi mua phụ kiện này. Đợt đấy thì mình đi mua con bàn phím cơ Acco và chuột Logitech G403. Cũng là đi mua hộ rồi, toàn đi mua hộ cả. Thì hôm đó mình vừa đến mình bảo là anh ơi cho em mua con này. Thế là mình vừa nói dứt câu anh nhân viên đã gõ một lúc in hóa đơn 2,1 triệu bảo mình ra chỗ kia thanh toán. What? Cái dịch vụ Việt Nam bây giờ nó bị ẩm sao nhỉ? Mình nói như vậy nhưng mà cũng phải cho mình trải nghiệm các thứ đã chứ. Bản thân mình thì cũng không rõ quá nhiều với những sản phẩm như vậy, thì mình phải được trải nghiệm chứ. Đằng này mình phải thanh toán xong, xuất kho, trả tiền, nhận sản phẩm thì khi đó mới được bắt đầu trải nghiệm. Nó bị sai sai làm sao nhỉ? Cái dịch vụ ở Việt Nam nó cứ bị thế nào ấy. Mình cảm thấy điều này là vô lý. Lúc đó thì mình mới hơi ngỡ ngàng đấy. Mình thấy rằng trải nghiệm kiểu này là không logic. Làm sao có chuyện thanh toán tiền xong rồi thì mới được trải nghiệm cơ chứ? Và việc thiếu thốn trải nghiệm này rõ ràng làm điều không tốt. Bởi vì như lúc nãy mình có nói, máy tính xách tay là một thiết bị có tính cá nhân hóa rất là cao. Chúng ta phải trải nghiệm rất kỹ trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Nói chung thì bản thân mình là một người rất là hay đi mua đồ công nghệ, laptop và phụ kiện công nghệ, thì mình đã từ lâu mình không hài lòng với cách mua đồ công nghệ hiện nay ở Việt Nam. Mỗi lần đi mua đồ công nghệ là mình luôn có một cái cảm giác gì đó sai sai, một cái cảm giác gì đó không hài lòng. Nó cũng không phải là quá lớn để mà phải nói ra hay là để mà góp ý ra. Chỉ là rõ ràng có một điều mà thực tại là chúng ta đang không được nhận những cái gì mà chúng ta đáng được nhận. Chúng ta là những người đi mua hàng nhưng mà luôn trong trạng thái là được bán cho vậy. Lý do mình làm video ngày hôm nay, cho đến bây giờ mình muốn làm video ngày hôm nay đó chính là đến bây giờ mình mới tìm được một
địa điểm mà có vẻ như đáp ứng được những cái tiêu chuẩn mà mình vừa kể trên. Sắp tới thì ThinkPro khai trương một chuỗi cửa hàng trưng bày trên 100 mẫu laptop mới nhất theo phong cách có tên là dạ bước công nghệ. Dạ bước công nghệ là một tiêu chuẩn mới được ThinkPro nghiên cứu. Nó bao gồm một chuỗi các hoạt động nhằm nâng cao trải nghiệm mua hàng cho người dùng. Ví dụ như laptop mà bị bọc túi ni lông thì bây giờ cửa hàng của họ sẽ cho trưng bày hẳn trên 100 mẫu laptop có đầy đủ game và phần mềm cho khách hàng tha hồ nghịch hay là trải nghiệm như nào thì tùy. Còn nếu cửa hàng bây giờ có không gian chật hẹp thì cửa hàng ThinkPro dạ bước công nghệ này sẽ có không gian rất là rộng rãi, thoải mái lên đến là 400m², đem đến không gian thoải mái nhất để cho bạn cứ thế vào mà quẩy. Các bạn không cần mua máy cũng được, vào chơi vài ván game rồi về. Ở trên tầng 2 của cửa hàng thì cũng có không gian cà phê cho mọi người tha hồ thư giãn, hay là tổ chức rất là nhiều workshop công nghệ để cho những anh em có chung niềm đam mê đến tham dự. Điều đặc biệt nhất là tại ngày khai trương của cửa hàng này, tức là vào ngày 24 tháng 1 tại số 5-7 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, sẽ có flash sale cực kỳ khủng lên đến 70% các mặt hàng độc nhất trên thị trường. Vâng, rất là sốc. Ví dụ như hôm nay mình vào check thì đã có chiếc Surface Laptop 3 giảm từ 24 triệu xuống chỉ còn là 17 triệu đồng rồi này. Rất là ngon luôn. Hay là chiếc ZenBook Q407iQ giảm từ 23 triệu xuống chỉ còn là 16 triệu đồng mà thôi. Đây là một mức giá giảm không tưởng khi mà giá gốc của những sản phẩm này nó đã quá ngon rồi. Và như những gì mình thấy thì các sản phẩm sale sẽ liên tục được update trên landing page từ giờ cho đến ngày khai trương, tức là vào ngày 24 tháng 1. Vậy nên thì anh em hãy quay trở lại và hóng thường xuyên hơn nhé. Mua được sản phẩm ngon là ăn Tết ấm áp luôn đấy. Và để có thể mua được những sản phẩm này thì anh em hãy đăng ký tham dự sự kiện này. Anh em bấm nút đăng ký này, chọn thời gian anh em có thể tham dự này và share lên Facebook cá nhân. Và đây cũng chỉ là cơ hội để giúp cho anh em nhận được luôn một chiếc Acer Nitro 5 2020 20 triệu. Bên cạnh đó thì buổi khai trương cũng có mini game tổng giá trị giải thưởng lên đến là 105 triệu đồng. Link thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video nhé. Anh em đăng ký ngay không hết slot tham dự đấy. Ví dụ như là bây giờ thì mình thấy là chỉ có tối đa là 200 slot tham dự ở mỗi phiên thôi. Và anh em cũng đừng quên là join ngay group ThinkVM Friend để tham gia mini game nhé. Quà cũng khủng không kém đâu. Từ giờ đến Tết làm mini game tận ga thoải mái để cho anh em cùng nhau vui vẻ thôi. Còn bây giờ thì mình muốn chúng ta cùng nhau chia sẻ, đó chính là bạn có đang hài lòng với chiếc laptop mà bạn đang sử dụng hay không? Hãy cùng comment ở phía dưới nhé. Ok, một vài những thứ mà mình muốn chia sẻ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.